Có mấy bạn fan nhắn cho tôi là có một bé chó tên là Củ Tỏi cũng ở gần chỗ tôi nữa, có chủ tên là Ngọc Duyên. Mà bé chó này bị mất hình như là 24 giờ rồi mà không thấy. Trong kênh của tôi có bạn nào mà ở Gạch Giá Kiên Giang hay cái khu vực nào của Kiên Giang mà nhìn thấy bé chó này thì giữ lại giúp bạn Ngọc Duyên nha. Còn đây là địa chỉ của bạn Ngọc Duyên nè, ở trên TikTok á, mọi người cứ tìm nha. Tôi có nhắn trên TikTok á, kêu bạn Ngọc Duyên inbox cho tôi là tôi chỉ muốn nói vậy nè. Thường con chó là người ta bán vô cái chỗ thịt chó á, là 1 kg là có chừng 60-70 theo như tôi biết nha. Còn bây giờ không biết nhiêu. Thì mình hãy chuộc cái số tiền gấp đôi hay là cao hơn số đó. Rồi mình nói với nó là mình không truy cứu. Ví dụ cái thằng nào nó có lỡ bắt á, nó biết lấy lại rồi nó kiếm chỗ nó trả lại cho mình. Nhiều khi mình làm lớn quá nó có bắt á, nó cũng giấu luôn hay nó thủ tiêu luôn. Nhất là những đứa bắt chó mà nó biết mình nổi trên mạng xã hội, nó có cơ hội nó trả nó cũng không trả đâu. Nhiều khi nó sợ. Bởi vì mình nói làm sao á, là con Củ Tỏi này nếu nó an toàn thì tôi không truy cứu nữa. Thì mọi người cứ gửi chỗ nào đi, tôi bỏ tiền tôi chuộc nó. Đây chỉ là ý kiến của tôi thôi nha. Nếu trong cái kênh của tôi mà có bạn nào mà thấy con chó giống vậy nè, thì bạn đó inbox cho Ngọc Duyên nha. Vì bé Củ Tỏi này mất là nhiều người quan tâm lắm, fan của tôi cũng quan tâm nhiều, inbox cho tôi. Nếu fan của tôi có nhìn thấy thì giúp đỡ cho bé chó này và Ngọc Duyên nha.